Hoàng Đức Ba xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay hãy sẵn sàng để khám phá ra thế giới ẩm thực của một nghệ sĩ khách mời rất đáng yêu và dễ thương, một gương mặt rất thân quen, và chắc chắn là những chia sẻ về ẩm thực của cô ấy sẽ khiến cho quý vị cảm thấy rất là thú vị, đặc biệt là hai bạn fan hâm mộ sẽ đến đây và giao lưu. Xin mời quý vị chào đón diễn viên Ngọc Lan. Chào chị. Chào em. Em chào chị. Ôi hôm nay xinh tươi quá. Bữa nay tới đây thưởng thức món ăn mà. Dạ, sẵn sàng hen. Sẵn sàng. Bình thường ở nhà là chị có thường xuyên nấu ăn để cho tất cả các thành viên trong nhà thưởng thức không ạ? Chị rất là thích nấu ăn. Sở trường của mình là Âu Á Tây Tạch. Chị hay nấu món truyền thống là chính. Dạ. Cơm canh rồi đồ kho đồ xào. Thỉnh thoảng nhà có tiệc thì nấu là gu bánh mì hay là cái gì? Cà ri hả? Cà ri. Vậy nhà chị thích ăn cà ri lắm. Chị có phải là một người khó tính và kỹ tính trong việc nấu nướng không? Chị cũng dễ ăn lắm. Hy vọng ngày hôm nay tinh thần và sức khỏe của chị sẽ dạt dào bởi hai tình cảm của hai bạn fan hâm mộ. Nhưng đầu tiên chúng ta hãy khám phá khẩu vị ngôi sao của diễn viên Ngọc Lan. Xin mời chị. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy khám phá khẩu vị ngôi sao của diễn viên Ngọc Lan. Và hy vọng là chị sẽ tiết lộ ra những điều mà trước giờ chưa có quý khán giả nào biết về gu ăn uống của chị nghe. Nhà chị có tủ lạnh bự gọi cả vậy không? Cỡ này đó. Là một mình chị xử hay là cả gia đình luôn? Có hai mẹ con chị xử hả? Có hai mẹ con chị xử hả? Ui, có hai mẹ con hả? Wow, bé nhà năm nay nhiêu tuổi, nhiêu ký nghe? 14 tuổi. Dạ. 75kg. Trời ơi, cưng quá. Cao bằng cái tủ lạnh luôn á. Trời ơi, cao bằng chị một tấc luôn á. Cao hơn em luôn, quá dữ luôn mà cũng nặng ha. Và bây giờ xin mời chị Ngọc Lan hãy gặp gỡ hai fan hâm mộ đã đến đây để giao lưu cùng với chị và chuẩn bị nấu ăn. Xin mời bạn Quang Phú và Thành Tâm. Yeah. Trai đẹp không nha? Nào, bắt tay chị Lan đi nào. Chào em. Chào chị. Chào em. Đây là hai bạn fan hâm mộ đã gửi thư về và đăng ký cùng với fanpage của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đặc biệt là dành tình cảm cho chị Ngọc Lan, một gương mặt rất là quen thuộc trong suốt bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ đầu tiên hãy giới thiệu về bản thân mình nào. Rồi xin mời Thành Tâm. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thành Tâm. Em nay 22 tuổi. Em đang làm bán hàng online. Con cũng thích cô nhiều vai diễn hài trên truyền hình. Chẳng hạn như phim Tay Chơi Miệt Vườn, Trong Ngoài Cuối. Nhiều phim lắm, có khi chị Lan chứ không nhớ nữa chứ. Cảm ơn. Em là Quang Phú, hiện là VT, huấn luyện viên thể hình anh. Vậy với hàng chi. Với lại công việc đó là sale bất động sản nữa. Giỏi giỏi. Giỏi lắm đó. Thiên đất giỏi nè, chị mừng quá là VT luôn. Sao cái cuộc thi này cái mình gửi con gái mình cho fan hâm mộ để mà nó làm hợp thể hình lại cho nó đẹp. Dạ. Cái body nó đẹp ha. Tình cảm của Phú với chị Ngọc Lan như nào nào? Dạ, em thích cô qua cái phim Chắc Mộng Tây Thi với mấy cái vai hài. Uh-huh. Rất là thích vậy. Rất nhiều gạt vai đúng không nào? Dạ. Chỉ cần chị Ngọc Lan xuất hiện cái hãy mang tiếng cười đến rồi. Và bọn nó diễn rất là cá tính, rất là dễ thương. Rồi, xin mời các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng để khám phá khẩu vị ngôi sao. Cả nhà chúng ta sẽ mở tủ lạnh ra. Xin mời. Đây. Tủ lạnh nhà em. Đây là những tài liệu để cho hai bạn Thành Tâm và Quang Phú có thể tham khảo. Và bây giờ sẽ là một số thông tin đến từ chị Ngọc Lan. Trong đây có món nào chị ghét không? Có đó. Ghét ha. Trong đây có món nào mà chị thích, ơi là thích đúng hợp khẩu vị của mình luôn á? Có luôn á. Dạ. Vô là đập vô mặt liền á. Tỷ lệ phần trăm như thế nào giữa thích và không thích? Đa số trên 70% không? Cỡ đó đó. Dạ, vậy chúng dễ ăn với bộ. Chị dễ ăn dễ nuôi cho nên chị mới vậy nè. Nhớ kỹ những gì chị Lan chia sẻ rồi nhìn thật kỹ đề bài mà chúng tôi đang chuẩn bị đưa ra cho các bạn. Rồi, đóng tủ lạnh lên nè. Đó là một số hình ảnh cụ thể để chúng ta đoán xem là chị Lan có gu ẩm thực ra làm sao. Cũng hơi khó đúng không? Chia sẻ về cái khẩu vị của chị đi. Khẩu vị nó có rất nhiều khẩu vị khác nhau. Ngọt nè, chua nè, cay, đắng, bùi, thoang thoảng, thơm thẩm. Có nhiều người thích ăn đồ đó, thơm thẩm. Cái này chị biết. Thì cái gu của chị là cái gu nào? Cái thơm thẩm là chị sợ nhất. Ủa vậy hả? Như là đậu hũ thúi gì đó. Dạ. Chị nghe nhiều người nói ăn cái đó rất là ngon. Mà chị nghe là chị không muốn ăn rồi. Nghe là đậu hũ thúi là đã không muốn ăn. Ủa rồi. Ủa gì còn mắm tôm rồi mắm ruốc này nọ hay sao? Cái đó còn tùy nha, cái đó chế biến giống như mắm ruốc, nhưng mà mình xào với lại tôm khô với lại ba rọi rồi này kia rồi mình chấm với dưa leo thì ngon. Ngon. Mắm tôm thì mình chấm với thịt luộc, cà pháo, dưa chua thì dạ. Cũng ngon. Còn riêng với những khẩu vị quen thuộc thì sao? Đắng thì ăn cũng được nhưng mà đừng đắng quá. Dạ. Như khổ qua thì ăn đắng dừa thôi.
cây thì cũng giống như ớt á, chị bỏ vô vài lát cho nó the cái nước thôi rồi dạ. Chị ăn chứ chị không bao giờ dám ăn cái miếng ớt à. Chị rất là sợ. Đó là chia sẻ của chị. Như vậy khẩu vị của chị Lan nó nằm ở cái mức giữa, ở trung bình nha, nên chúng ta hãy cẩn thận trong lúc chế biến. Rồi chúc cho hai bạn thành công. Bây giờ xin mời Phú Tâm và chị Lan sẽ di chuyển qua gian bếp. Và bây giờ chị Ngọc Lan hãy sẵn sàng để chứng kiến xem hai bạn vượt qua những thử thách đầu tiên ra sao. Chúng tôi sẽ có hai nguyên liệu chính. Người thắng cuộc tại vòng thử thách đầu tiên này sẽ có quyền ưu tiên được lựa một trong hai món trước. Chúng ta sẽ chủ động hơn bởi vì hai món này vừa đưa ra là mình sẽ cảm nhận mình sẽ có sở trường và mạnh ở món nào nhất, mình sẽ lựa món đó. Món còn lại thì đương nhiên sẽ thuộc về đối thủ. Sau lưng chị Ngọc Lan là một cái quầy tạp hóa. Chúng ta hãy chạy thật nhanh đến quầy này. Trong 60 giây, mỗi lượt đi như vậy được lấy một món. Đoán xem những món nào mà hợp khẩu vị với chị Ngọc Lan nhất. Sẵn sàng nha. Dạ, sẵn sàng. Chị Lan, đếm ngược giùm em đi. Đếm ngược hả? Chị 60. Muốn đếm thì mấy? 60 hả? Ừ. Thôi mình 120 đi rồi kết thúc chương trình luôn. 3 thôi. 3. 3, 2, 1. Bắt đầu. Rồi, xin mời. Hết giờ. Yeah. Rồi, xin mời hai bạn về vị trí. Chị muốn kiểm tra bên nào trước? Bên này đi. Dạ rồi, bên vị trí của Quang Phú. Cũng khá nhiều á. 1, 2, 3, 4, 5, 6 món này. Thì trong 6 món chị hợp khẩu vị mấy món ạ? Chị thấy có 3 món rồi. 3 món là món nào ạ? Phở, trứng, như là cam. Ồ, phở. Chắc ăn hàng tuần nữa. Chị thích ăn phở lắm. Dạ. Rồi trứng. Trứng cũng được, thỉnh thoảng chị ăn nhưng mà chị thích nó. Nhưng mà tự nhiên ăn nó nhiều cholesterol quá cho nên chị cũng hạn chế. Như vậy về thịt heo, về mùi tỏi hay là cơm gà xối mỡ thì chị lại không thích. Nói chung chị cũng nhiều, ăn nhưng mà thỉnh thoảng. Ừ, cái này hơn. Nhiều dầu mỡ cho nên chị không thích. Như vậy là với 6 món thì bạn đã có 3 món hợp khẩu vị với chị Lan. Chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả với phần bếp của bạn Thành Tâm. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Trong 5 món này chị hợp khẩu vị mấy món? Chị hợp 2 món à. 2 món, món nào ạ? Món bún bò với trái cây thôi. À, bún bò với lại trái cây cam. Ừ. Này mình tính riêng hay không hay là tính chung? Ủa nó là trái cây luôn đó. À, vậy là chị tính chung luôn, vậy là không có tính riêng nghe. Chứ tính riêng là bạn thắng rồi. Không, tính riêng là chị thích trái cam hơn trái đào. Vậy luôn á, cho đào qua một bên. Có 2 món này là hợp khẩu vị với chị Lan. Như đây là mình chiên dầu mỡ nhiều quá chị không thích hay sao ạ? Đúng rồi, chị không có thích ăn chả giò lắm. Nhưng còn thịt bò hay sao? Thịt bò đâu có nhiều mỡ giống như thịt heo. Nhưng mà ngộ lắm nha, chị cứ ăn cái gì chị cũng hay nghĩ là ăn sẽ bệnh cho nên chị ít ăn. Chị ít ăn. 2/5 món thì đồng nghĩa với việc Quang Phú là người sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn nguyên vật liệu chính. Chúc mừng bạn. Một bên là bạch tuộc, một bên là thịt gà. Quang Phú là người đã giành lấy quyền ưu tiên lựa chọn. Thì trong 2 món này bạn cảm thấy mình sẽ tự tin với món nào để chế biến nhất? Món bạch tuộc. Ây cha cha, cái tương thịt gà hóa ra chọn bạch tuộc. Mời chị Lan. Như vậy thì đương nhiên là phần thịt gà này sẽ thuộc về quyền sở hữu của bạn Thành Tâm. Chúc mừng bạn. Chưa biết công thức chế biến là như thế nào đây, xin mời chị Ngọc Lan sẽ bước vào vòng tiếp theo được mang tên tiếp sức thực phẩm. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng bước vào phần thi được mang tên tiếp sức thực phẩm. Đây sẽ là phần để tiết lộ ra những nguyên liệu phụ nào sẽ về với những chủ nhân mà có được nguyên liệu chính để phối hợp với nhau thành một công thức thật là hoàn hảo tặng cho chị Ngọc Lan. Nhưng nhiệm vụ của chị rất là quan trọng, hãy hỗ trợ với thí sinh. Thí sinh chúng tôi sẽ đứng tại vị trí này để có thể gợi ý bằng lời nói hoặc hành động để chị đoán xem đề bài sẽ là những món gì, những nguyên liệu gì. Phải bắt buộc nói ra chính xác tên gọi. Nhưng người gợi ý cũng không được nói đến bất cứ một từ khóa nào liên quan về đáp án. Hãy cố gắng đừng để phạm quy, rất đáng tiếc. 60 giây đầu tiên là phần hỏi và đáp để gợi ý và đoán. 30 giây tiếp theo là chị Ngọc Lan sẽ đi siêu thị để lấy những món ăn mà mình đã đoán trúng. Và người đã có được quyền ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chính đó chính là Quang Phú sẽ thi đầu tiên. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Tả đi, nói được đi. Mà mì xong luôn, chữ đầu tiên phạm quy luôn. Cái gì mà ăn với hủ tiếu, nó vậy là chị Nhiên biết. Cái trái gì mà trái rồi, dính luôn, dính được chỉ trái luôn.
Thứ ba, con gì mà đẻ cái trứng nhỏ nhỏ vậy nè. Trứng nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi dính luôn chữ trứng nè. Hay quá. Phạm Quy lần thứ ba. Đề bài thứ tư, cái gì nó giống sữa, nó dài. Giống sữa hả? Phô mai. Tiếp luôn. Còn thiếu một chữ nữa. Nó hình gì? Nó hình dài. Rồi chị biết là phô mai que. Dạ đúng. Rồi chính xác. Tiếp nào. Khi ăn phở á, chị thường xịt tương gì? Xịt tương gì? Rồi dính chữ tương luôn. Hay quá. Như vậy là 60 giây đầu tiên kết thúc. 30 giây để chị lấy món ăn hợp lệ về. Xin mời chị. Nhanh nào. Hay quá. Dạ đây, rồi xin mời chị đem về với Quang Phú. Rồi, hết giờ luôn. Phú ơi, ở trong phòng tập mình á, thì Phú tập với các học viên á, là có hướng dẫn bằng lời nói không? Hay là hướng dẫn bằng hành động thôi? Hành động. Đó, cũng phải thông cảm cho Phú. Kiểu như là ít giao tiếp với học viên á, đâm ra là bây giờ tiếp xúc với thần tượng mình, tâm lý nó hồi hộp, đâm ra ảnh nói không có được. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại các đề bài. Đề bài đầu tiên, mì sợi. Phạm Nguyên nghe chữ mì luôn. Thứ hai, đại bắp. Thứ ba, trứng cút. Đó, thì cái con gì nó nhỏ nhỏ nè. Cái gì mà tròn tròn. Trong một nhân bánh bao á. Nhỏ nhỏ, trong nhân bánh bao là trứng cút. Tiếp theo, quay que là hợp lệ. Và cuối cùng là tương ớt và tương cà. Như vậy là Quang Phú thiếu khá nhiều. Trách nhiệm của chị Ngọc Lan khá nặng nề. Chị sẵn sàng nha. Nhưng bây giờ hãy cùng nhau vượt qua thử thách với Thành Tâm. Xin mời Thành Tâm, bạn đã có một chút xíu kinh nghiệm với phần thi của Quang Phú rồi. Cố gắng lên nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì mà mình thường mình ăn kèm với bò? Phải không? Đâu? Cái chuyện lộn đó. Khó quá, cho qua đi. Cái gì mà mình ăn cái nó... Ớt gì? Ớt gì mà nó người ta thường khỏe như con gì? Tuổi 17 á. Ớt sình trâu. Hay quá. Còn cái củ gì mà mình xào với thịt bò? Củ hành tây. Hay quá. Còn cái củ gì mình thường con thỏ nó thích ăn? Củ cà rốt. Giỏi quá. Còn cái gì mà mình dắt vào miệng mình nó chua? Chanh. Cái gì đầy đủ chữ nha, phải đầy đủ chữ nha. Cái từ nãy nó đúng rồi đó, trước cái từ đó. Trái chanh. Trời ơi. Rồi quay lại nào. Ngô kiến quy, người ta thường kêu ngô kiến quy bằng gì? Bắp. Hai. Còn cái gì màu xanh xanh? Một. Hết giờ, đi lấy đồ nào vậy? Chị nhớ lại toàn bộ những món mà mình đã đoán trúng nào. Cà rốt nè. Nhìn lại xem. Gì vậy? Lục lại miền kia của rồi mình. Rồi gì nữa ta? Ai? Không sao chị, đi tiếp đi chị. Ây quá. Nhiều quá. Và bây giờ chúng ta kiểm tra lại tất cả các đề bài. Xin mời. Trời ơi, đó Ngô Khuyến Quy, thấy chưa? Ngô Khuyến Quy. Hồi nãy nó không nói là cái gì mà chị chấm với lại hộp vịt dầm nước mắm. Như vậy là bắp cải vẫn chưa có trong bảng danh sách của mình. Đề bài thứ hai, hay quá, ớt mà 17 tuổi á. 17 tuổi. Là ớt sừng trâu. Có chị ạ? Có rồi đây. Cầm lên. À, ớt sừng trâu. Tiếp theo là hành tây. Chính xác luôn, xào thịt bò chứ có hành tây thôi. Tiếp theo nào? Con thỏ ăn củ cải đỏ. Đấy, đúng, chính xác, cà rốt. Trái chanh cũng hợp lại. Cái gì mà dắt vô miệng chua. Như vậy là bạn đang thiếu một món nguyên liệu phụ, đó chính là bắp cải. Trách nhiệm vẫn thuộc về chị Ngọc Lan. Thành Tâm hãy cứ yên tâm. Nhưng quan trọng là chị Lan có vượt qua được cái hình phạt của chúng tôi hay không. Nếu như vượt qua được, toàn bộ những món nguyên liệu phụ mà Thành Tâm và Quang Phú đang thiếu sẽ được lấp đầy. Còn nếu như không, xem như món ăn thiếu hoàn hảo. Hãy sẵn sàng với phần tiếp theo của chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin mời quý vị hãy sẵn sàng tinh thần để đón chờ xem chị Ngọc Lan có vượt qua được hình phạt này hay không. Nếu như chị vượt qua được đề bài chúng tôi thì chắc chắn những nguyên liệu phụ đang thiếu sẽ thuộc về hai bạn Thành Tâm và Quang Phú. Đầu tiên là chị đã thấy được sự xuất hiện của 5 trái bóng bí ẩn. Bên trong này có rất nhiều nội dung khác nhau. Nhiệm vụ của chị phải tìm cho bằng được trái bóng nào ở vị trí thứ mấy là đang chứa những viên bi ở trong đó, trong điều kiện là chị bị che mắt. À, đây. Cái này thì được chứ đừng cho chị chích bóng. Chị chích bóng chị sợ lắm chị. Dạ, không có chích. Chích nó nổ cái bùm ngay mặt sợ. Em gợi ý cho chị là bên trong đây có khá nhiều vật thể cũng hình tròn giống như trái bi. Nên phải thật cẩn thận. Bên cạnh đó chị không cần phải chích bóng hay là cắn bóng gì cả. Chị phải dùng gương mặt khả ái của mình. Chị ép vô trái bóng làm bể trái bóng. Hả? Em đã chuẩn bị sẵn cái rá để đón chờ thành quả của chị. Trời ơi, sao bể được? Được bi thì mới được thôi. Em nhờ sự trợ giúp của hai người chơi. Chuẩn bị nha. Rồi. Hai bạn Thành Tâm và Quang Phú cũng cổ vũ tinh thần cho chị Lan nha. Chuẩn bị vào vị trí nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó. Cảm nhận đi chị. Có 5 trái. Từ trái qua phải, từ phải qua trái. Tiến thẳng vô giữa, tiến thẳng vào trung lộ. Chúng ta phải cảm nhận.
em cũng sẽ nói liên tục để làm chị phân tâm. Đó là nhiệm vụ của em. Hãy tìm kỹ, hãy tìm kỹ đâu là vị trí của viên bi. Quan trọng là sự chính xác của chị nha. Cái này nặng quá, nó có cái dĩ cổng rồi. Bi mà. Đây. Ai biết lỡ bỏ viên bi sắt vô thì sao? Ra đây nó nè. Đó, giờ chị làm sao bể đường bể. Hay quá, khôn tôi không kịp hứng luôn. Chính xác rồi, chính xác, đó là những viên bi. Quá nhanh, quá nguy hiểm, chị có thể trở về với ánh sáng của thiên đường. Chúc mừng chị, như vậy là 5 trái bi đã được chinh phục trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chị đã đoán ra được vị trí của nó rất chính xác. Chúc mừng chị Lan. Như vậy là chị Ngọc Lan đã đem về toàn bộ những nguyên liệu phụ còn thiếu dành cho hai bạn. Nào, xin mời. Tuyệt vời. Đó chính là nhờ sự gan lì và vượt qua nỗi ám ảnh sợ hãi về bong bóng của chị Ngọc Lan. Cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ xin mời chị sẽ tiến về khu vực nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần sau tiếng nổ của trái bóng vừa rồi, để cho hai người chơi chúng tôi sẵn sàng tập trung để chế biến thật là ngon nhé. Chúc hai bạn may mắn. Xin mời chị. Và đây chính là thành quả của cả hai chàng soái ca ngày hôm nay, Thành Tâm và Quang Phú, đã cố gắng dồn hết tình cảm của mình vào món ăn này để tặng cho chị Ngọc Lan. Em phải nói ganh tị với chị lắm nha. Ta nói chưa có ăn thôi mà nhìn cái cách trang trí là đã thấy ngon rồi. Đặc biệt là đôi tay của anh ấy rất là thoăn thoắt, có thể hơi rụt rè trên sân khấu, nhưng mà một khi bước vào bếp, các anh ấy thể hiện một thần thái và thái độ rất là tốt. Và bây giờ xin mời cả hai chàng trai vào hai chiếc ghế đằng kia để lát nữa mình chia sẻ cảm xúc của mình. Và bây giờ sẽ là món khai vị của bạn Thành Tâm. Tâm ơi, mình đặt tên món ăn là gì nào? Món ăn em đặt tên là gỏi gà xé phai. Bạn có thường xuyên làm món này không? Dạ, cũng ít chứ không nhiều. Xin mời chị thử ạ. Chị thử ha. Yeah, xin mời chị. Với món ăn này thì không biết bạn muốn gửi gắm tình cảm của mình ra sao với chị Ngọc Lan? Giúp này có chất đạm thể giúp chị có sức khỏe. Đạm là từ gà đúng không em? Dạ đúng. Còn bắp cải với lại chất chua chua của nó thì có sao? Vitamin. Vitamin. Có chất xơ. Dạ, ngon chất á. Xơ nè, chất xi. Cảm thụ vị ngon, em ăn thử đi. Bỏ da hết ăn được nè. Em xin phép. Biết ý chị Ngọc Lan nè. Bỏ da. Rõ ràng là bạn này rất là để tập trung vào những gì mà chị Lan đã chia sẻ. Mình nên chấm không ta? Không, đừng chấm. Cái đầu tiên mình để chị thử miếng nước mắm coi ngon không nha. Ngon á. Vừa miệng, không quá mặn mà. Đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn đậm đà. Nhưng mà nếu em chấm thêm nước mắm thì cũng ngon á, nếu em ăn mặn. Dạ. Nữa nha. Được. Trời ơi, xé gì mà xé nghe cái phần đùi vậy, không biết nữa, biết tôi thích ăn đùi hay cái gì á. Không, ngon quá chị. Được. Ngon ha, được. Việc, xuất sắc. Tất cả các nguyên liệu, các thành phần chính đều hòa quyện cùng với nhau. Mà ăn vẫn phân biệt được mùi nào ra mùi đó luôn. Đúng rồi. Ngon quá, tuyệt vời. Chị, mời món này hả? Rồi, cảm ơn em. Quang Phú, hãy giới thiệu về món ăn của mình. Dạ, món này là tên là bạch tuộc phô mai hả? Lúc đầu Hoàng cứ tưởng bạn sẽ làm bánh bạch tuộc theo phong cách của Nhật Bản á. Chị cũng nghĩ vậy. Hóa ra bạn ấy lại nấu tận dụng lần phần mì nữa. Dạ, có phải là mì kiểu Nhật Bản hay Hàn Quốc gì không ạ? Dạ, kiểu Hàn Quốc á. Kiểu Hàn ha. Dạ đúng rồi, sẽ cay kiểu Hàn. Cái này là bạn tự nghĩ ra, tự sáng tạo hay là mình lén lén mình mở Google mình search công thức? Cũng lên YouTube để tìm hiểu một sơ sơ anh. Đây, đem lấy cho chị. Rồi, thử đi. Chị thấy trình bày là có lý. Cái màu sắc là hợp lý quá trời luôn, đẹp quá. Mì là phải mì Hàn Quốc nha. Rất may mắn khi mì sợi ngày hôm nay là kiểu Hàn Quốc. Bạch tuộc nè. Cho chị cái rau á, đừng có cho cái mình. À, tua đúng không chị? Cái tua. Này, trời, phô mai kìa. Ô, nó kéo ra kìa. Cái ghét hà. Cái này là phô mai sợi. Dạ, rồi em mời chị. Chị thử nha. Dạ. Wow, thơm không chị? Thơm. Qua món ăn này thì không biết là bạn Phú muốn gửi gắm lời chúc nào đến cho chị Ngọc Lan. Món ăn này thì gửi cho chị Ngọc Lan là nó bổ xương cho mình, có canxi. Canxi đang sẵn thận chơi. Không. Canxi cho chắc xương chắc khỏe. Nói chung là có ý nghĩa. Tại vì cỡ tuổi chị là loãng xương chắc rồi. Dạ. Cho nên ăn cái này là có canxi hả? Vậy kỳ sau là ăn xong là nhận hợp đồng phim hành động nha. Hành động nhiều nhiều mà xương cốt phải chắc à. Chị nghĩ là ạ bạch tuộc nó có đạm cao chứ.
mà có canxi luôn á hả? Dạ đúng có, rồi. Hải sản mà, đa số hải sản đều có chất vôi và canxi nhiều. À đúng nhiều. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chị tưởng là ốc rồi này kia với lại dạ. cua đồ. Hải sản đa số này á ít cholesterol cũng rất là hợp với sức khỏe của chị. Ừ. Ừ. Phần bắp ngộ nghịch lắm nha. Hóa ra nó lại tạo ra một cái hương vị khác nữa, rất là ngon, nó ngọt nước nữa. Ăn vô nó vui miệng lắm. Nói chung là cái món này mình nghĩ là ăn nó sẽ ngán. Dạ. Nhưng mà khi ăn thì nó không, không ngán. Đúng rồi, nó không nó ngán. Phần chua nó rất nè. Là ngon đúng rồi. Có phần the the nữa, nó làm kích thích dịch vị lắm. Và cái phần the này rất là dễ chịu, không phải cay mà khó chịu đâu. Ừ. Vừa đó, cay này vừa chị thích nè. Dạ. Đừng có cay quá là mất vị liền. Nhưng đối với bạch tuộc, để chế biến nó cần phải có sự khéo tay. Ừ. Để lửa lố một chút xíu thôi, chỉ cần lố 5 giây thôi. Làm mất nước và khô. Khô queo à, nó quéo rồi hết ngon. Nhưng mà em thấy phần mà tuột này nè, nó không có sống. Đúng rồi. Nó cũng không quá chín nữa. Ăn vô giòn giòn vậy ha. Ngon ngon. Ngon lắm Hú ơi, không ngờ là anh chàng ít nói của chúng ta mà nấu ăn ngon quá. Nói chung là hai món, món nào chị thấy cũng ngon hết. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hai bạn đã mang lại những phút giây thật sự tuyệt vời dành cho chị Ngọc Lan, cũng như Hoàng Đã Bên được ăn ké nữa. Mà rất là ngon, rất ấn tượng. Gặp em mà đứng ở vị trí chị nha, khó xử lắm. Không, cái này hồi chị bỏ hộp chị đem về. Dạ đương nhiên bỏ hộp cả hai món rồi, nhưng quan trọng là món nào giành chiến thắng ngày hôm nay cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Nếu mà giành chiến thắng á thì cái món này thì chị ăn thường lắm. Dạ. Thật sự là món gà chị ăn thường lắm, nhưng mà chị thích là chị thích hải sản. À. Cái món này là mới nhìn vô thì chị thấy ngán. Dạ. Tại vì chị cũng hay ăn mì của Hàn Quốc rồi cái gì mì gạo gì đó. Nọ. Dạ. Bánh gạo gì đó, uh-huh. Rất là ngán. Thì cái món này thì chị ăn thường lắm. Dạ. Thật sự là món gà chị ăn thường lắm, nhưng mà chị thích là chị thích hải sản. Chị sẽ chọn cái món mì bạch tuộc phô mai. Yeah, cảm ơn chị Ngọc Lan. Như vậy chúc mừng Quang Phú. Dạ. Và cũng chúc mừng cho bạn Thành Tâm nữa. Món ăn của bạn rất là ấn tượng và rất là ngon mà. Dạ, cảm ơn chị. Yeah. Đây chị Lan ơi, hãy trao bảng giải thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho người chiến thắng ngày hôm nay, Quang Phú. Đây. Chúc mừng bạn. Chúc mừng em, cố gắng nấu nhiều món ăn hơn để mai mốt vợ nhờ. Dạ, cảm ơn chị. Vợ không nhờ thì chị Lan nhờ. À, không ngờ chàng trai ít nói, rất là đầm tính như vậy, lại nấu ăn rất là ngon, mà đặc biệt là mang lại những điều mới dành cho chị Ngọc Lan trong ẩm thực. Còn bạn Thành Tâm cũng rất là giỏi ngày hôm nay với món gỏi. Đây là món tưởng chừng như đơn giản nhưng để làm được là một điều khó. Cũng cực đó. Hay là rất nhiều quý ông khác không thể nào làm được giống như Thành Tâm. Chúc mừng bạn. Cảm xúc của Tâm như thế nào? Cảm giác của em hơi buồn tí xíu thôi. Dạ đúng rồi, cũng có chứ, cũng tâm huyết của bạn ấy mà. Còn với bạn Quang Phú thì sao nào? Cái món này á là lúc trước em chỉ nấu cho một người ăn thôi, nhớ kỷ niệm nên là em không có muốn nấu cho ai nữa. Thì bữa nay ở chương trình thì nhắc lại kỷ niệm thì thôi em nấu luôn cái món này. Kỷ niệm buồn hay vui? Dạ buồn. Buồn cứ lăn vào bếp ăn là vui liền. Đúng rồi. Còn với bạn Thành Tâm thì sao? Bạn có lời chúc nào trong con đường sự nghiệp của chị Ngọc Lan không nào? Em chúc chị sau này thành công nhiều hơn trong việc lĩnh vực nghệ thuật. Cảm ơn em. Chị cũng chúc em là nấu ăn nhiều, món ngon hơn. Cảm ơn chị Ngọc Lan và chúc cho chị luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong con đường sự nghiệp của mình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.